Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, MithaNC đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo theo cho mình nhé. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục và lấy thêm một cái điểm ở đây nha. Chúng ta sẽ win League Battle, hình như còn một trận nữa thì mới có thể lấy được anh em ơi. Chúng ta sẽ cần Breeding Sea and Light. Đây, chúng ta có một số con và mình có lẽ là mình sẽ bắt đầu là bán bớt một số con đi nhỉ. Sea and Light à. Chúng ta sẽ cần thêm một con nữa thôi. Đây. Breeding là chúng ta sẽ đủ. Tầm khoảng 19 tiếng nữa thì nó sẽ nở ra nha anh em. Khá là lâu đây. Và chúng ta sẽ được thêm khoảng 50 điểm nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ nữa, đó chính là cái Win Liquid Butter. Đây, chúng ta sẽ vào đây chơi một trận nữa này để hoàn thành cái nhiệm vụ này, và nó sẽ cho mình thêm 10 cái điểm nữa. Một trận thôi nha anh em. Hiện tại là chúng ta có 112 game tất cả. Có lẽ là mình sẽ dùng game tiết kiệm để có thể mua khu đất mới nhờ. Hôm nay bắt đầu có gì đây? Ấy cha, con này nhìn trông khá là ghê. Và mình sẽ sử dụng cái Chia Primer. Nó có tầm khoảng 4k. Mà tên là Ragnaros Khải Huyền à. Ngày tận thế đúng không? Như kiểu là trong phim Thor Ragnarok ấy. Nó sự hủy diệt. Kinh phết, nhìn rất là giống Moondogs. Ây cha. Mình sẽ sử dụng Primer nhé. Tấn công. Nó còn khoảng 5k máu nữa thôi. Mà nó còn 2 Pirates. 2 Pirates nó có hệ vô cực nha anh em. Con này chắc sẽ hy sinh rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có hệ băng. Hệ lửa, có hệ lửa ở đây. Để nung chảy. À không phải. Nó không phải là hệ băng mà nó là hệ ánh sáng anh em ạ. Thì chúng ta phải dành hệ bóng tối thôi. Ôi đai luôn này. Ghê phết. Khá là khỏe. Hai tay hai quả cầu năng lượng. Mình nhìn thấy những con Heroic ngày xưa nó đẹp hơn bây giờ đấy. Nhìn trông rất là chất luôn. Bây giờ nó hơi xấu. Cảm giác nó hơi xấu hơn so với ngày xưa. Rồi ok, chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở đây. Và phần thưởng của chúng ta sẽ là 10 điểm này. Battle Arena. Một cái nhiệm vụ khá là khó nhằn. Và trước hết ta sẽ chơi với cái này đã nhỉ. Bây giờ ta sẽ lấy xương, lấy mấy cái đá này, cái đá hình bàn chân, vỏ sò và lửa, tập trung vào những cái đấy nhá. Trước tiên ta sẽ tìm được cái nào có 4 hoặc là 5 cái thì bắt đầu là ăn nhá. 4 này anh em, vừa mới nói xong có cái 4 luôn. 4 này, hết rồi. Đây hết là lửa này, lửa 3 này, lá thì không quá cần thiết. Đây mình sẽ ăn cái hàng này trước. Đó. Tiếp theo thì xem 333 viên đá này cũng khá là cần đây. Cho nó rơi xuống đi đã. Đây rồi, chúng ta sẽ có 4 cái lá nha. Ok, ăn thêm một cả lửa nữa kìa. Khá là tuyệt. Bây giờ thì đánh theo kiểu gì đây để nó rơi xuống đã nhỉ? Chắc là đánh nó rơi xuống đã. Như thế này này. Đấy, lá sẽ bắt đầu rơi xuống. Cái này vẫn chưa đủ nè. Thế mới điên chứ. Vỏ sò. Tiếp tục là lá bên này, sang bên này luôn. Ồ, ăn được thêm một hàng rồi nha. Bây giờ cần thêm lá nữa để ăn theo một cái hàng dọc. Đây, cái lá này sẽ di chuyển xuống dưới này. Lá cây cũng xong luôn. Tiếp theo là cần 6 khúc xương và 9 cái cục đá nữa là xong. Tập trung vào xương và hoặc là cái lá, lá 4 này. Cho có 4 lá này. Lá không cần mà sao cho lắm lá thế nhỉ. Cả một đống luôn. Ok, cho sẽ được thêm một cái food, một cái hòm food nữa ở đây. Khoảng hơn 200.000, 219k food. Bây giờ là xương à? Mình sẽ đánh theo kiểu gì nhỉ? Cho nó xuống à? Cái này sẽ lấy được cả trứng này. Trứng thì mình không quá cần lắm. Thế nhưng mình không quá cần lắm. Đây này, chúng ta sẽ phải làm thế này cho nó rơi cái này xuống này anh em. Ăn cái hàng này đi đã này. Xương. Xương nè. Khó phết đấy. Bây giờ cho nó rơi xuống khó phết. Không phải đơn giản chút nào cả. Thôi tập trung vào những cái lửa đấy. Đây có lửa 4 này. Đấy có lửa 4 nó không dùng này. Rồi cho được thêm cái One Honor. 10 op One Honor lại đến op của John. Phải đủ 100 lần cơ. À 100 op cơ thì mới có thể grab ra được nó. Khó đấy. Không phải dễ. Lửa này. Lá cây này. Cho rơi xuống đi xem nó như thế nào. Hiện tại nó đang ở đâu.
khá là dối nhỉ, phải nói thật sự khá là dối. Mấy cái vỏ ốc cái thứ mình không ăn nổi cơ, tại vì không có ấy. Bó tay vỏ ốc này, trứng này, cứ mở hết ra xem như thế nào đã, cho nó rơi hết xuống đi đã, tính sau. Đấy, nó bắt đầu có thêm những cái mới thế thôi. Lửa 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 này, quả trứng này, xương này, đây rồi đây rồi. Ôi vừa mới nói xong ăn được luôn anh em ạ. Và chúng ta có tận hai cái cùng một chỗ, thế gọi là đen đủi nhỉ. Chỗ này ăn thấy quái rồi đấy, sổ ăn theo hai hàng luôn, quá đẹp luôn anh em ơi. Bao giờ đánh quá đã nhờ, sao lắm trứng thế, mình ghét trứng anh em ạ, mắc lắm trứng luôn, toàn trứng là trứng. Đây rồi, hay lắm, ăn thêm cái vỏ sò, mãi mới ăn được thêm một cái vỏ sò, bói cả ngày ra mới thấy được một cái xương này. Xương dành cho con dưới cũng khá là cần thiết, mình cũng rất thích hai con đấy, không biết như thế nào, không biết có lấy được không đây. À, sang bên này, trứng 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 rồi, lửa rất là nhiều, mình cần ui level nữa lâu lắm anh em ạ. Chibi chép, phần thưởng con này là chibi chép, tiếp theo chibi chom dragon, cố gắng lấy con chibi chom nữa là ok, chứ cái con chibi chun này thì hơi khó này. Con này là con rr, lấy thêm con này thì quá tốt anh em rồi. Ok thì chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nào, còn xem quảng cáo nữa cơ. Điểm danh này, điểm danh sai, mình vừa điểm danh rồi, hôm nay ngày thứ hai điểm danh, được thêm cái hòm vàng và một chút thức ăn. Có lẽ mình sẽ đi mua gói pack nha anh em, mình thấy thích gói pack ở đấy, và thử xem vận may của chúng ta liệu đến đâu. Nó chỉ có 15 game thôi và nó sẽ thử vận may nha. Đây rồi, xem nào, tên tên ui không phải rồi, không ra rồi anh em ơi, chắc chắn rồi, con kia là một con cùi bắp rồi đấy, tôi biết ngay mà, cool file. Nó rất là đen luôn. Không được thôi, không mua nữa, không mua nữa. Tiết kiệm game nhá. Lừa, cái này là dạng kiểu hút máu mà. Hút máu của tôi. Rồi mình sẽ vào trong tiếp tục quest nhá, để tiếp tục chơi cái trận chiến, lấy cái key quest và cái kick quest. Key quest sẽ là ưu tiên hàng đầu. Độ hiếm của nó sẽ là heroic này, và chúng ta sẽ mở con rồng ra, Captain Marvel ra, chiến đấu luôn. Chúng ta sẽ có lá này, có bóng ánh sáng này, và có hệ pua tấn công nó. Skipper Aerial Dragon, ngôi sao ánh sáng, tấn công nó nào. Một chiêu là 14.000 máu. Happy sẽ là tầm 8k2 máu này. Mình sẽ dùng cái ánh sáng tiếp tục tấn công 28.000. Rất là khỏe đấy. Chúng ta sẽ được thêm một cái hòm, trong này sẽ nó sẽ chứa random cái key, sẽ được hai chìa khóa vàng. Hiện tại là chúng ta như chúng ta sẽ có thể mở được cái chỗ này rồi, mở cái cửa tiếp theo rồi. Còn nhiều cửa quá nhá, một đống cửa này thì đánh bao giờ mới xong đây. Một hai trận, ba trận, đánh luôn ba trận anh em ơi. Ồ có một con khỏe lắm nhá, trong này có một con rất là trâu chó đấy đấy, con Way gì đó này, phải giết những con này trước. Con này tấn công một hit một nửa máu của Heroic ạ. Ai chả ghê nha, chết luôn này. Wow, chơi đôi Heroic rồi. Con này nó hệ gì? Hệ vô cực à? Nó có hệ gì mà nó khắc chế ghê nhỉ? Hệ lửa. Ghê nhờ. Sợ đấy. Bây giờ mình cũng phải có hệ pua cơ. À đúng rồi, hệ pua. Mình đánh được con này. Hơi khó chơi nhờ. Ui, khỏe thế. Nếu cấp độ ổn như thế này thôi mà nó đánh cho sấp mặt rồi thì khác hệ anh em ạ, tại vì nó có hệ vô cực trong này. Đấy, hệ pua này. Đến lúc hệ pua ra đòn là team kia chỉ có chết thôi. Một trận thắng nữa, khá là vất vả. Ok, tiếp tục chơi nào. Ở team này nó thì toàn là những cái con hai thanh máu thôi, nó không quá là khó. Con này mình vẫn để ở trạng thái sơ sinh này, trạng thái đầu tiên thì khá là xấu. Nhanh thôi, bọn này thì tối đa nó sẽ là ba thanh máu thôi anh em ạ. Kìa nhanh chóng thôi, nhanh chóng và gọn nhẹ tấn công nào. Một phát xuyên tâm con thỏ, còn hai bốn con nữa, tất cả bốn con nha. Rồi còn một hai ba con nữa, tấn công nào. Tinh tinh như vậy sẽ còn hai con nữa. 33.000 máu, một phát nữa này nó sẽ chết anh em ơi. Sắp đai rồi, sắp đai rồi, cố lên nào.
tấn công. Mày phải chết này, xong ngay. Quá hay. Một trận nữa ta sẽ tới được cái này, cái cánh cửa này. 6 orb epic tiếp tục là tấn công thôi. Ok. Tấn công nhé em. Block, con này con block này. Con này con gì đây? Mấy con này thì rất là yếu, tối đa là 3 thanh máu thôi mà. Không phải là quá đáng sợ đối với mình. Nên trong cái này chắc chắn là mình sẽ bị dày dừng ở cái cửa này. Cửa này chắc là không đủ chìa khóa đâu. Nó yêu cầu chìa khóa vàng, chìa khóa bạc thì đúng là chịu. 1, 2, 3, 3 con. Con này có 2 thanh này. Dracula. Chưa tập đàn rơi máu à? Đẹp phết nhờ. Nhưng mà vấn đề nó không có hệ chúng ta được. Cho toàn là con khỏe thôi, toàn là 2 heroic. Legendary 2 sao. Khỏe lắm. Tiếp tục là Vulcan Dragon. Không phải Vulcan mà là con Abyss ấy. Ồ, mình đang like Abyss đúng không? Đúng rồi, like một đống Abyss rồi kìa. Xong ngay, bây giờ cái cánh cửa này bị khóa bởi chìa khóa đỏ và chìa khóa bạc thì phải. Dark F 9 chìa khóa đỏ và 8 chìa khóa bạc. Vãi cả lúa. Này đánh thì quá được nhỉ. Lee Witch Butter. Mình đánh thêm 2 trận nữa đi để chiều nay là chúng ta sẽ đánh và kiếm thêm được 5 game. Phải tiết kiệm game đấy anh em ạ. Tự nhiên nó có những cái sự kiện khá là củ chuối. Như này thì rất là khó để tiết kiệm được một đống game được. Ok, để dành nha. Chết đấy. May quá. 48.000 à. Không được rồi, mình không có tăng công rồi. Mình chỉ có 41.000 thôi. Khó chơi đây. Nó còn một con High Snow và một con High Tech nữa. High Tech thì sẽ để sấm sét thôi. Chỉ có sấm sét mới ăn được nó. À, bóng tối cũng ăn được này. Nó có lửa để đốt cháy mình được anh em ạ. Mình cần 2 hit thôi là giết được nó rồi. Cố lên nào. Và chúng ta sẽ có một đòn tăng cơ từ con này luôn. Ui, chết rồi. Con này là xác định rồi. Làm sao mà có dồn đam được khoảng 51.000 máu đây, trong khi ta không được tăng công. Con này máu thì có thể khắc hệ được, nhưng mà máu rất là yếu. Không đủ đam. Máu nó trâu quá. Ok, có lẽ mình sử dụng cái game hoặc là xem quảng cáo ạ. Thì đây xem quảng cáo. 9 giây thôi anh em. Cái gì xem phim á? Không cần wifi á? Mắc dị nhờ. Thế này nghĩa là đao về à? Đao về sẵn à? Hơi dị. Xem phim, nghe nhạc không cần wifi. Thì cần 3G chắc. Chắc là quảng cáo nó ghi như thế. Một trận nữa anh em. Là chúng ta chiều nay là có thể đánh được thêm 4 trận. Tấn công nào. Con này thì đơn giản. Một con Forger và một con Super Messi Dragon. Mesmel 2090. Rồi mình die rồi, chắc chắn là mình sẽ die rồi. Mình sẽ có... Ôi trời, nhầm chiêu. Thế nhở, hơi ngáo rồi. Mình có chiêu băng đây mà không dùng, mới dùng cái chiêu gì. 2090. Tấn công nào anh em. 42k, rất khỏe. Con này sẽ là 28.279 máu. Đánh ngay. Không cơ hội luôn. 500 thức ăn này anh em. Xong. Bây giờ ta chuyển qua phần Battle Arena. Có tăng công không ta? Tăng công à? Mình sẽ lấy hết vàng đi. Đang thiếu rất nhiều vàng luôn. Nó cho mình khoảng bao nhiêu vòng? Hồi 55m vàng. Nhưng vấn đề là sẽ không đủ. Vẫn không đủ. Ok. Cái này thì ta trồng một cái 1m đi. Xong tất cả trồng 3m. Ồ, vẫn đủ anh em ạ. Để nó cho mình thức ăn đi nhá. Eternal War 3 đang chờ đợi chúng ta. Mình hiện tại là 12.381 rồi. Leo cũng hơi mệt. Masker, ok. Con này thì sẽ để có một con khắc chế được. Chim bất tử à? Để cho con này lên trước này. Cho Hoàng Ngọc Long lên trước này. Và sau đó sẽ cho con trưởng lão quyền năng lên sau như thế này. Đấy. Hay đấy. Rồi, à đúng rồi, hôm qua mình đã có bảo anh em hãy đặt tên cho cái con rồng mới chúng ta nhỉ. Từ mình phải đặt tên cho con rồng mới đã. Cái con đấy là con khủng long. Nó là gì nhỉ? Nó là R và hệ quái hệ đất à? không nhớ lắm. R này. Mình nhớ mang máng là nó là tầm kiểu hệ đất thì phải.
Một con khủng long chibi. Đúng ta? Đúng rồi, chính xác, chibi chum. Chính xác, hôm qua mình đặt tên, nhờ anh em đặt tên cho con này đây. Rồi thì mình sẽ tiếp tục là hôm nay sẽ nhờ con gì nữa nhỉ? Từ mình đã cần phải con này đã. Mình mở cho anh em xem con này đã. À, mình sẽ đặt tên theo cho anh em xem con này đã. Rồi, Chibi Chum Dragon là tập Chốt. hôm qua đúng không? Đây, mình sẽ xem tên nào hay ho là tên cho con này nha. Có rất là nhiều bạn bè bạn đã bình luận comment 124 kìa. Ok, khoảng một sừng à? Có gì đấy nhờ? Khủng long quyền năng. Thế cái ánh sáng là từ từ sáng mà. Khủng long gôn là cái gì? Khủng long tốt bụng. Vãi lúa. Xem nào. Khủng long nước cổ đại. Bạo chúa sấm sét. Khủng long một sừng sấm sét. Tí hon tức giận. Ây chà, tên nghe vẻ hay ra. Nhóc X carry. Khủng long tí hon tức giận. T-Rex một sừng bạo chúa mặt buồn. Thủy T-Rex. Khủng long bạo chúa con. Khủng long buồn ngủ. Dragon Rex. Chiếc sừng quyền lăng quyền năng. Khủng long sừng sức mạnh này. Bạo chúa sừng trâu. Xem nào, Herrick bốn đầu. Xem nào, có con gì không? Lôi điện long, cái này mình đặt rồi. Khủng long dễ thương. Khủng long thời tiền sử. Khủng long một sừng, khủng long sừng sừng ngắn mà ngông. Ghê ghê ghê. Tên của bạn Hoàng Nguyễn đã đặt tên cho này. Sừng sỏ. T-Rex một sừng, Tyrannosaurus Rex, cái này khá là bạo chúa đi. Không phải, cái này, tên này không hay lắm, siêu nhân xanh. Khủng long kẹo dẻo. Quái vật hồ Loch Ness. Long lôi nước. Khủng long tinh nghịch, hệ Primer. Hình như có một bạn bảo là like con ba hệ Primer mới nhất đi anh. Thì ra có một con Primer mới à. Rồi, chắc tiếp từ mình đặt tên con này đã anh em ạ. Thiết Long, chiến binh hoàng gia. Ok, mình có rất nhiều cái tên anh em ơi, không biết là tên là gì đây. Khủng long tê giác một sừng, có lẽ là nhà tên là Tí Hon tức giận nhá. Nhìn trông có vẻ hay hay, có vẻ tên nghe khá là hợp. Tí Hon tức giận. Rồi, đây là tên mà mình đặt tên cho con này. Oh, yes, khá đẹp. Mình sẽ tìm tới độ hiếm, à không phải độ hiếm, mình sẽ bắt tắt cái này đi này. Nó sẽ có cái hệ Primer, có một khủng long Primer mới. Theo như các bạn ấy nói là sẽ có một con Primer mới mà anh chưa sở hữu. Bỏ cái hệ đá đất đi. Đấy, thấy chưa? Primer mình sở hữu gần hết rồi. Có một con Destiny mấy sao đây. Vãi lúa thật, mắc sao luôn. Con mới là con nào ấy nhỉ? Sao anh em bảo con mới? Con mới thì nó sẽ có cái màu tối tối chứ nhỉ? Chưa có Primer mới đâu. Mình không biết được à, chắc từ sự kiện nào đó hay sự kiện ngày mai chăng, có thể lắm. Rồi, có thể được một viên game nữa ở đây. Và chúng ta sẽ quay trở lại với Battle Arena nha. Ok, thế chúng ta đã tên xong rồi đấy. Và bây giờ ta sẽ tiếp tục vào Battle Arena thôi. 26 này, con này thì đánh được hệ vô cực này. Ăn tốt. Ôi, nó khác hệ cả mình cơ anh ạ. Masker này. Con Dracon thì sẽ để hệ Primer và con bóng tối thì phải để một cái hệ gọi là ánh sáng. Đây rồi nào. Chúng ta không được con này. Đây đây. Để một cái hệ ánh sáng trong này. Yoyo Kim Cương được đẩy lên tận đây cả. Ghê ta Abyss. Abyss khá là khỏe. Rồi. Dù sao Abyss thì vẫn là một sao và nó cũng khá là khỏe. Cho Bowler lên level 30 ấy, xong rồi luyện tập skill cho nó ấy, thì có lẽ là hợp lý hơn anh em ơi. Mascara. Bị khắc hệ anh em ạ. Chúng ta bị khắc hệ. Nhưng không vấn đề gì. Tấn công thôi. 43.000. Mình cần thắng 8 trận Battle Arena để hoàn thành nhiệm vụ nha. Con này là bóng tối và chúng ta sẽ có ánh sáng. Ô, cái con Vulcan cũng có ánh sáng luôn kìa. Không cần thiết con này. Tốt. Con này thì không có chữ gì cả. Yên tâm là như vậy. Nhưng mà đánh khỏe phết đấy. Primer 56k máu. Một chiêu đã chết. Ok, giết nó. 37k này. Xong ngay.
chúng ta đã chiến thắng rồi. Ba đồng nó thành 6-20 này. Wild Island và Legacy Dragon Mammoth toàn 40 này. Toàn 40 thôi anh em ạ. Có lẽ nên đổi không? Nó có một con Legacy rất khỏe ở đây nha. Phải nói rất là khỏe, nó có primer này. Đấy, khá là khó chịu nhờ, cho nên skip thôi. Ôi, 30 này. Prometheum bóng tối thế thôi. Bóng tối và ánh sáng. Đấy không nhở, khó đánh lắm. Tại vì level 38 này, anh em thấy không? 40, cái này còn khó hơn cơ. mắc khó luôn. Cho để một cái team biệt đội cảm tử Gladiator và thêm một con nữa phía sau. Dung nham này. Và tấn công thôi anh em. Rồi, cho ấn X ra ngoài. Yes. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đối đầu với một team cũng khỏe, VR 3 sao. Nó có một Super Sonic 40. Đấy như không ta, thử xem, thử cố xem như thế nào. Con này thì nó sẽ là cần hệ vô cực, à hệ Primer. Primer. Con kia khỏe hơn à? Như nhau, hai con này sức mạnh như nhau, đều là 2 sao. Tiếp theo là cần hệ lửa. Hệ lửa ấy rồi, có ngay. Toàn là con khỏe nhất của chúng ta thôi. Và Primer. Ok. Như thế này là quá hợp lý luôn. Bây giờ mình có một số con rồng để cho lên cấp khỏe được. Ví dụ Boulder này, Hoàng Ngọc Long này, Chiến binh bất tử này. Toàn con mắc trâu luôn. Primer, đối đầu với Primer 3 sao à? Bình thường, level 31 cả, ghê phết nhá. Luyện tập đến cái mức độ như thế này luôn đấy. 40k luôn. Đáng sợ. Lửa đâu anh em ơi, cho sẽ dồn đam thêm này. Và sẽ được khoảng tầm 50 mấy ngàn cơ. 45 ngàn thôi, hơi yếu một chút nhưng vẫn thắng được. Rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.